Mệt tôi. À! Bà đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Bà không còn là Sammy ngày xưa nữa. Bà đã biến thành Simmy rồi. Tôi chỉ thích Sammy thôi chứ tôi không thích Simmy. Đi ra chỗ khác đi. Cam ơi, mọi người thấy không? Trời đất ơi, Cam nó đứng đây nè. Hello mọi người nè. Hi nhô, các bạn fan anh chị em của Cam đừng quên subscribe cho Cam nha. Đó, để Cam có tiền mua pate giúp Cam nha mọi người. Mọi người đừng quên subscribe cho chị Cam nha. Đó, Cam đang được chị Cam nuôi nên bây giờ chị Cam phải cần tiền. Mọi người đừng quên xem quảng cáo giúp chị Cam nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye. Ok, lên cho người trở lại với kênh che để chờ ánh sáng rồi tôi che cái đầu đã. Rồi xong mình chỉnh lại chỗ này. Cảm ơn. Ok, lên cho người trở lại với kênh che nào có sao lại sao nè. Tết tết. Cảm ơn, đừng có đi nữa nha. Ok mọi người ơi, thì như mọi người thấy thì ở trong ở Cam ạ. À, đang quay video mà Cam ngồi đây sao chị quay clip được? Hả? Vậy sao quay ta? Và như mọi người được biết thì sắp đến lễ Halloween rồi. Thì hôm nay mình quyết định quay một video chôn tất cả các thành viên ở trong nhà mình. Đó chính là gì ta? Phong Cần, Simmy, đó hai thành viên đó. Thì mình sẽ chôn cái gì mà biết không? Hôm nay mình sẽ chôn, mình sẽ cắt tóc ngắn mọi người ạ. Mọi biết sao không? Tại vì á mình mà cắt tóc ngắn là hai người đó sẽ rất là sốc luôn á. Tại vì á thứ nhất em mình cực kỳ không thích mình cắt tóc ngắn, tại vì em mình bảo là nếu mà chị cắt tóc ngắn thì em sẽ không còn nhìn gì ra chị nữa không? Còn Phong Cần cực kỳ thích mái tóc dài này. Và mọi người tưởng tượng như thế nào khi Sam cắt phập mái tóc này và mọi người sẽ gọi là cảm xúc của mọi người như thế nào, mọi người thấy gọi là thú vị không đó? Thì mình muốn xem phản ứng của hai con người kia khi thấy mình cắt tóc ngắn như thế này luôn. Mọi người đừng lo, Sam sẽ không cắt tóc ngắn đâu. Sam chỉ là chỉ đội tóc giả thôi đó, và Sam sẽ làm y như thật luôn đó. Và ok, và các bạn trước khi xem video các bạn quên cho Sam một like, một share, comment, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Và các bạn đừng quên giúp Sam lên 600k, sắp cho mọi người Sam được 6, sắp được 600 là mọi người ơi, như còn mấy ca thôi, mọi người đừng quên ủng hộ Sam nha. Và khi xem video của Sam có hiện quảng cáo thì bạn nào có thể, bạn nào có tâm thì xem hết quảng cáo để Sam giúp có tiền hơn tiếng. Còn bạn nào mà nếu mà không xem nhiều thì xem ít cỡ 5-10 giây thôi thì giúp Sam có một số tiền nhỏ để mua đoan cho bé Cam. Cam rất là đói mọi người ạ. Đó, ok. Thì không cần đợi chờ lâu, chúng ta cùng bắt đầu vào video cho tôi nào, vào mùa Halloween. Let's go. Ok, thì đây là dụng cụ của mình. Có một cái lược, một cái kẹp tóc để giấu tóc. Mình sẽ giấu để em sau áo mình. Còn một cái tóc giả. Đó, mọi người thấy không? Đó. Thì cái trò chôn này mình nghĩ, mọi người nói là, mọi người nghĩ là mình sẽ... thì nếu bạn thắc mắc tại sao mình lại chôn trong gọi là cái mùa Halloween này, tại vì là mình thích mọi người ạ. Mình thấy cảm giác kiểu chôn kiểu chôn, mình tự nhiên mới nghĩ ra mình thử cắt tóc ngắn thì sao nhở, nhưng mà mình lại không có gan, xong mình nói mình nghĩ mình sẽ mua bộ tóc giả về để chôn. Thì thật sự là mình vẫn thích tóc dài hơn, tại vì mình nghĩ mình nếu mình cắt tóc ngắn mình rất là xấu mọi người ạ. Đó, đây bộ tóc giả mình có mua về và mình cắt cho nó ngắn này luôn mọi người ơi. Đó, thì sao sẽ vén tóc lên chờ mặt Sam ơi, vừa mọi người thông cảm nha. Đó, cam mờ quá, từ từ sáng bưng đó. Thì Sam có thêm một cái gì nữa nè, Sam sẽ lấy thêm cái mũ mà ngại, từ cái mũ rồi ta, tôi nhấn mấy cái mũ mà thôi, tỷ lấy rồi. Đây là tóc giả của Sam rồi, bây giờ Sam đeo lên nha. Đó, đây này, trời ơi hộp ghê luôn á. Đó, đây là cái màn chôn mà cảm giác đỉnh nhất của tôi luôn á. Quay sao, trời đất ơi cái gì vậy. Rồi ra chị 8, chị 7 rồi, thôi tôi Sam xe không để máy đâu, tại vì để máy thế nào mọi người cũng lộ thôi, tại vì Sam người ghét để máy. Sam sẽ làm sao cho nó thật chân thật nhất, lấy lược chạy nè. Nhìn mọi người thấy không, sao cắt tóc ngắn đùa không mọi người, là lý do sao không nên cắt tóc ngắn mọi người ạ. Đó, nhiều người bảo là chi từ cắt tóc ngắn thì no, thì sao vậy, tôi mà cắt tóc ngắn là có nhiều người buồn á, không những mà Sam buồn mà người ta có Sim buồn, Phong Cực buồn á. Đó, sao tóc nó cứ, ủa chú kỳ á, tôi nhân tôi trẻ được, hôm qua tôi trẻ được mà ta. Trời đất ơi, tôi thề luôn á, nghĩ sao vậy trời, tôi ngồi tôi bậy nhưng mà con điên mà không làm được cái gì luôn, nhìn cái máy tôi tức không. Ê bây giờ ví dụ mà kéo hụt lên miếng mình thành gì ta, trời ơi tóc khổ nè. Trời ơi tôi biết thế nào với bạn này, với bạn pha sẽ chụp tôi là chắc luôn. Trời đất ơi, ai fake, từ từ đợi cái mũ luôn cho vậy thôi.
không biết hai người kia sẽ như thế nào khi thấy sao tóc ngắn nhỉ. Hai bên trời đất ơi, cho tóc ngắn luôn á. Trời ơi, trụng quá mọi người, trụng bài quá. Đây Cam này, Cam thấy chị Sam để tóc ngắn đẹp không? Cam đẹp không? Đẹp không? Đừng nhìn chui. Thì đây, đây là cái diễn trường chuẩn bị chiến đấu nè. Đó, chúng ta cùng tới màn tròn thôi nào. Let's go. Ok mọi người ơi, thì người đầu tiên mà muốn cho là chị là Mèo Simi, em gái của mình, là cái người mà rất là sốc khi thấy mình có bộ dạng như này. Chị lộ quá, lộ chưa? Thôi đi, ổn đúng mọi người. Ok, rồi cho nè. Let's go. Simi ơi, vô được chưa? Ok, vô. Làm gì vậy? Make up clip hả? Trời đất ơi, cái gì mà lon, gì mà lem son vậy? Không có biết đâu. Gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì? Tự nhiên gì? Qua hỏi thăm cái gì? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì? Ủa sao có tóc ngắn vậy? Trời, tự nhiên lấy người ta chia, người ta cắt tóc ngắn đẹp mà. Chứ cái bạn em thích tóc ngắn của chị mà. Trời đất ơi, cái gì vậy má? Trời, cái tóc bật kìa. Gì? Gì cây? Trời đất ơi, sao cắt tóc ngắn vậy? Đấy, để cắt giống em. Nhiều bạn bảo là muốn sinh đôi nhưng em phải cắt tóc ngắn giống em, hiểu không? Chị phải tóc dài chứ tóc này ngắn quá. Y chang luôn. Sao? Đẹp không? Cũng giống nhưng mà không đẹp. Tóc cái tóc dài hơn. Trời ơi, cái tóc trời ơi, nhìn bạn áo chưa kìa các bạn ơi. Trời ơi, bà lắc thử cái này coi. Đây. Trời, các bạn biết cái này dùng cái ông da đen trong lát ghép vô cái ông trời như này. Trời ơi, giờ sao? Bây giờ tóc này đẹp không? Đẹp không? Đẹp nhưng mà không có thích tóc ngắn. Ủa vẫn đẹp à? Tôi tưởng bà chín xấu trời. Không, nhưng mà chị ở tóc dài hơn. Trời, các bạn hai đứa trang nhau luôn á. Trời đất ơi. Thử cười coi. Chết rồi. Rồi. Cười nha. Ừ. Ôi giống nhau thì sợ luôn trời. Giống nhau sợ luôn, trời đất ơi, tôi sợ luôn. Trời ơi, bây giờ sao lúc mà cắt cái tóc như thế này, hai tụi mình không nhận ra là ai luôn á. Trời đất ơi. Ủa giờ... đẹp hả? Trời ơi. Không, bây giờ là chị cắt như thế này không biết ai là ai luôn á. Nhìn sao vậy? Tôi sợ bà luôn á. Trời ơi, giờ tự nhiên nhìn sợ tôi luôn. Thì sợ quá trời luôn, giống quá. Không nhận ra chị mình các bạn ơi, sốc quá. Nè. Có nhận tôi làm chị nữa không? Thôi, không biết. Mà tôi đi nối tóc hả? Mà cắt gì sao bà nối tóc? Trời ơi, lỡ cắt chiếc sọc giờ sao? Giờ sao đi? Trời ơi, cắt cái sọc luôn. Cắt ở nhà luôn. Trời cắt ở nhà luôn. Nè, nhìn nè, thấy chưa, cắt con sùm sổm mà. Trời ơi, original luôn má. Giờ thì ví dụ mà cho theo điểm sao em thấy cái này bao nhiêu điểm? Cái này nó cứ cỡ kiểu 50-50 á. Nhưng mà giờ sao tự nhiên nói chục nói kiểu kỳ. Là 50-50 đó, em thích tóc dài hơn. Là đẹp này, nó tóc dài. Không, tóc ngắn. Bây giờ để này hoài được không? Bây giờ để suốt đời được không? Bây giờ lỡ cắt rồi giờ sao? Ví dụ chị để suốt đời được không? Thích không? Không. Không quen nè. Trời ơi, tôi nói thật luôn là tôi cắt tóc ngắn cái sim từ tôi là người hoàn tân mọi người. Đó. Không quen. Chị nè. Chị Sammy làm quen không? Không. Thôi, bây giờ bà làm gì làm sao tóc dài? Ok, mình sẽ là chị ta dùng thuốc thần của chị ta. Của món thần ở đó để tóc mình dài, nhanh rất là nhanh mọi người. Ok, thôi bye bye nha. Hôm nay làm content hay không? Không. Thì em thử thách chơi lớn luôn gì. Nào Halloween chị chơi lớn á. Thích không? Không. Ok mọi người ơi, thì người cuối cùng mình muốn cho nó chính là ông Phong Cận TV đẹp trai nhất điện ảnh mini world mọi người ạ. Đó, mọi người đoán xem Phong Cận sẽ có phản ứng như thế nào. Đừng quên comment phía dưới cho Sam biết nha. Đó. Sao sẽ làm dáng này để cho ông Phong bất ngờ. Đi thôi nào, let's go. Chui Sammy đào. Cho tôi mở cửa nha. Vậy. Gì vậy Sim? Mà qua đây làm gì vậy? Tôi là Sam hả? Gì? Tôi Sammy đào. Sim chứ Sam gì xạo. Sam. Thật. Tôi. Ủa cái gì vậy? Tự nhiên đuổi tôi ra ngoài. Không bị điên á, đợi vào phòng ngồi nha. Sammy biết anh Sammy rồi. Chán sợ rồi. Nhìn nhau vô ngồi đi. Mệt tôi.
Bà đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Bà không còn là Sammy ngày xưa nữa, bà đã biến thành Simmy rồi. Tôi chỉ thích Sammy thôi chứ tôi không thích Simmy. Đi cho khác đi. Bà làm cái gì bà nội? Đẹp không? Tóc đẹp không? Tôi tự khoe ông nè. Tự nhiên bà cắt tóc ngắn làm gì vậy? Đẹp. Tôi thấy tóc ngắn không đẹp, tôi thích tóc dài hơn. Ủa, tôi nhớ thôi còn, tôi nhớ lúc trước tôi cắt tóc ngắn thì tôi cắt ngắn để cắt nguyên bù ra đó. Bà để tóc ngắn nhìn, mấy bạn nhìn đi, để tóc ngắn với tóc dài tóc nào đẹp hơn, mình thấy để tóc ngắn nhìn nó cứ thế nào ấy nha. Là sao? Giờ cắt rồi giờ sao? Không thấy đẹp không? Đừng lại giờ vì cái mái tóc mà ông chê tôi xấu. Xấu quá. Tôi chỉ thích Sammy của ngày xưa thôi. Sammy bây giờ cắt tóc ngắn rồi tôi không thích nữa. Để cho khác. Để cho khác. Giờ sao? Bây giờ ông đuổi tôi vậy tôi đừng cái này sao? Giờ ông nói chuyện với tôi đi. Vậy hả? Giờ có thích tôi không? Không. Tôi cắt tóc ngắn đẹp nè, đó. Phải không? Cắt tóc ngắn xấu quá. Bạn fan thấy nói tôi đẹp. Không, tôi thấy tóc dài đẹp hơn, tóc ngắn không đẹp. Ủa vậy sao bây giờ? Các bạn thấy tóc ngắn đẹp không? Chứ mình thấy tóc ngắn nhìn thấy ghê mồ. Đẹp nè, tóc ngắn là không đẹp nè, tóc ngắn làm đẹp đó. Bây giờ ông cười gì? Vô duyên quá à. Tôi cắt xong sao? Số này. Ủa gì vậy? Sao không biết vậy? Mà tưởng tính làm gì? Mấy bạn tưởng mình tính làm gì? Mấy bạn tưởng mình tính làm gì? Tưởng mình tính làm gì? Ủa? Sao không biết được? Ủa, đi. Không, từ từ. Em thử với tôi được không? Không. Ông có dùng tóc xong bây giờ cho tôi thử thôi. Hả? À. Thì đẹp quá à. Đẹp. Ê hai ông có nghĩ tóc này đi không? Tôi nghĩ tóc này lòng duyên hơn á. Rồi hơn đó. Chơi một. Ok mọi người, thì mình nghĩ chắc là video tròn của mình ngang này thôi. Thì mình nghĩ mình đã cho thành công và là gì ta? Simmy thôi, tại vì Simmy rất là dễ bị lừa. Còn Phong Cận là Phong Cận ranh ma quả. Mọi người Phong Cận đã biết được sau khi mình đeo. Ủa không biết tôi lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Nhìn thôi biết rồi. Sao không biết được? Tôi đeo cái mũ tôi giấu rồi. Nhìn thôi là biết rằng là sim hay là sao mà, tại vì mình gọi sao, mình là người yêu mình còn không phân biệt được nữa thì nói làm cái gì đó các bạn. Mà tôi đã tóc giả rồi, tôi thấy tóc giả ông sao không biết được. Thôi tóc này tóc của tôi. Ủa tôi bảo tôi mua mà, tôi mua xong lấy vô duyên mà. Rồi ok thì mình nghĩ mình cho mình ngăn này thôi, mọi người thấy nào đừng quên comment vì vừa Sam biết nha. Ok tạm biệt mọi người ở clip Sam, mọi người đừng quên là ủng hộ Sam bằng cách gọi là like, share, subscribe Sam và đừng quên Sam giúp Sam lên 600k sub cho mọi người. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa thì các bạn có thể xem video, khi xem video của Sam có hình quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, hoặc là xem hết cũng được để giúp Sam mua đồ ăn cho cay cho mọi người ơi. Ok tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye.